Xin chào tất cả các em. Vậy là cô trò mình đã đi gần hết cái chương trình lớp 11 của mình rồi. Thì trong cái phần hình học không gian của các bạn ấy, thì cô đã giới thiệu cho các bạn rất nhiều chuyên đề trong cái phần hình học không gian rồi. Và mình còn hai cái vấn đề mà mình chưa học, đó là chuyên đề khoảng cách và chuyên đề góc. Thì hôm nay lớp mình cùng cô sẽ đi lớp một cái chuyên đề đầu tiên của bài góc, đó là góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Thì cái chuyên đề góc này cô cũng giải thích cho các bạn luôn, tại sao mà các bạn phải tập trung học chuyên đề góc này. Thứ nhất là những đối tượng học sinh mà phải chú ý bài góc của cô này. Thứ nhất là các anh chị lớp 12, được chưa? Thì chắc chắn bài góc này là cái bài quyết định cho các bạn trong cái việc giải bài thể tích của lớp 12 rồi, đúng không ạ? Thế với lại thứ hai là nhóm học sinh lớp 11 của mình. Nhóm sinh lớp 11 của mình thì các bạn sẽ chuẩn bị một bài kiểm tra một tiết chương 3 hình học không gian của các bạn, được chưa? Thì có cái bài chuyên đề góc này. Câu này thì trên trường có thể cho các bạn ở câu trắc nghiệm hoặc là câu tự luận, được chưa? Thì tùy theo mỗi trường và các bạn phải giải quyết hoàn thành câu này. Cái thứ hai là đề thi sắp tới, đó là cái đề thi học kỳ 2 các bạn ấy. Thì cái câu góc này thông thường là cho khá nhiều trong cái bài đề thi học kỳ 2 phần hình học các bạn. Thì các bạn chú ý kỹ cho cô, được chưa? Thì tất nhiên là nếu cái bài góc là một bài khá khó thì cô sẽ phân tích cho các bạn là bài góc mình phải sử dụng như nào và những công thức nào dùng trong bài góc, được chưa? Lớp mình vào bài luôn nhá. Các bạn vào cái mục một nhỏ này. Một nhỏ ghi cho cô này. Được chưa? Ghi cho cô là bản chất. Xác định góc. Giữa đường thẳng và mặt phẳng. Ghi cẩn thận cho cô nhé. Thì các bạn ghi này, ghi dưới cột viết cho cô này. Ghi nhá. Thực chất xác định góc của đường thẳng và phẳng. Xác định góc. Xác định góc. Giữa đường thẳng và mặt phẳng. Và mặt phẳng nhé. Là tìm góc. Tìm góc của đường thẳng đó. Và hình chiếu của nó trên mặt phẳng. Hình chiếu nhá. Của nó trên mặt phẳng. Thì cô sẽ giải thích cho các bạn một chút xíu về cái chỗ này này. Thì như cái hình học ở lớp dưới các bạn thì phẳng của các bạn ấy, thì các bạn thấy nhá, cái góc của mình là tạo nên bởi bất cứ góc nào cũng tạo nên bởi hai mặt tiền, hai cái đường thẳng như này, đúng không ạ? Đấy, thì đã là góc thì bản chất nó cũng là xác định góc giữa hai đường thẳng thôi, được chưa? Thì kể cả phần góc trong hình học không gian của các bạn thì góc vẫn là góc giữa hai đường thẳng, nhưng quan trọng là góc giữa hai đường thẳng nào, được chưa? Thì cái bài này là góc giữa đường thẳng và phẳng, thì bạn nhớ này, thực chất bài góc giữa đường thẳng và phẳng chính là góc giữa đường thẳng đó và hình chiếu của nó lên mặt phẳng, được chưa? Tuy nhiên nói như thế thì các bạn sẽ thấy là khó hiểu, đúng không ạ? Thì cô sẽ vẽ minh họa hình cho các bạn này. Ví dụ cô cho mặt phẳng T như này. Đấy, mặt phẳng T nhá. Được chưa? Một cái đường thẳng D. D như này, được chưa? Giao mặt phẳng P lại một điểm mà Y chẳng hạn, được chưa? Đấy. Nhá. Đường thẳng D đây. Và cô tìm hình chiếu vuông góc của D, được chưa? Lên mặt phẳng là P. Đó là điểm Y đấy nhá. Đây là H này, chưa? Đấy, thì góc của mình đây ạ. Đấy, góc của mình đây này. Đấy. Tức là gì? Là đi tìm góc giữa đường thẳng D và mặt P. Là mình đi tìm hình chiếu vuông góc của đường thẳng D lên mặt phẳng P, được chưa? Sau đó là hình chiếu đó chính là H thì là HI. Và góc tạo bởi giữa HI và ví dụ cô cho điểm này là A chẳng hạn, được chưa? Đấy, nhá. Là với AI thì đó là góc giữa đường thẳng và phẳng, nhá. Thì bây giờ như này, cô sẽ ghi cho các bạn là hai nhỏ là phương pháp xác định góc. Phương pháp xác định góc nhá. Thế các con ghi cho cô là thực hiện theo các bước sau. Thì thực ra là sách giáo khoa của các bạn ấy, thì giới thiệu cho các bạn
cũng sơ sơ về cách xác định góc rồi, nhưng tuy nhiên ấy thì các bạn đọc thấy nó phức tạp và khó hiểu đúng không ạ? Thì cô sẽ trình bày cho các bạn cái phương pháp xác định góc đơn giản thôi, bởi vì cô hiểu như nào thì cô sẽ trình bày cho các bạn như thế nhá. Bước 1 này, các bạn nghe cho cô đi. Là tìm giao điểm. Tìm giao điểm nhá, ghi cẩn thận cho cô này, tìm giao điểm của đường thẳng và phẳng. Và mặt phẳng được chưa? Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng. Thì nhớ cho cô một cái điều này này, điểm này là đỉnh của góc, điểm này đỉnh của góc nhá, còn đường thẳng là một cạnh của góc, đường thẳng này là một cạnh của góc, được chưa? Được chưa? Bước 2 này chỉ có 2 bước thôi nhé, ngắn gọn thôi. Bước 1 nhớ cho cô là tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng. Thì điểm này là đỉnh của góc, được chưa? Và đường thẳng là một cạnh của góc, được chưa? Bước 2 này, từ một điểm còn lại của đường thẳng, từ một điểm còn lại của đường thẳng, còn lại nhé, của đường thẳng, được chưa? Kẻ vuông góc với mặt kia, kẻ vuông góc nhá, tới mặt kia, được chưa? Kẻ vuông góc với mặt kia, được chưa? Nó từ chân đường vuông góc, từ chân đường vuông góc, vuông góc, từ chân đường vuông góc nối về đỉnh trung mặt đầu, nối về điểm trung ban đầu đấy. Điểm trung ban đầu, giờ suy ra góc còn gì? Chưa? Đối với điểm trung ban đầu suy ra góc còn gì? Được chưa? Thì các bạn vào bài thứ nhất nhé. Cô sẽ các bạn làm luôn này. Nhưng con làm ngắn gọn không? Ví dụ một đi. Ví dụ một. Biết không chưa? Thế nha, cô nhắc lại này. Các bạn nhớ cho cô hai vấn đề này. Thứ nhất ý, là các bạn phải hiểu bản chất về góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Bởi vì thực ra là các bạn học lớp 11 ý, các bạn chưa làm quen với hình không gian nhiều, nên các bạn rất là mông lung với bài góc này. Và không phải nói lớp 1 đâu, cả cánh sĩ lớp 12. Thế vì cô đang dạy những bạn mà mới vào theo học mới bây giờ thì cần những bạn thích xác định góc. Và không làm vô hình giải thích luôn mà cực vô hình không gian lớp 1 đến 12 luôn, chưa? Vì thực ra cái bài góc này sau này nó là một cái bước nhỏ trong việc tính thể tích của mình. Bất cứ một bài tính thể tích nào các bạn cũng sẽ có câu góc này, được chưa? Và nếu như bạn không giải quyết được câu góc thì coi như là bài thể tích sẽ bị bế tắc. Và bài góc này chính là một nút thắt quan trọng để giải quyết cái bài hình tính thể tích đấy, được chưa? Thì các bạn nhớ này, thực chất đi xác định góc chính là xác định chính là đi tìm góc giữa chính cái đường thẳng đấy. Các bạn nhìn nhé, cô ghi này, thực chất xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng ấy thì là đi tìm góc của đường thẳng đó và hình chiếu của nó lên mặt phẳng. Có nghĩa là gì? Các bạn nhìn này, ví dụ như cái mặt phẳng P của mình cô cho như này, và một đường thẳng D cắt với này thì mặt phẳng P để điểm Y chẳng hạn, được chưa? Có nghĩa là yêu cầu là tìm góc giữa đường thẳng D và diện phẳng P, thì mình phải dựng được một góc và tìm hình chiếu của nó, được chưa? Thì khi mà mình tìm được hình chiếu thì góc tạo bởi chính đường thẳng ban đầu và hình chiếu của nó chính là góc cần tìm nhá. Thì góc nào thì cũng vẫn tạo ra đường thẳng thôi, nhưng quan trọng là tìm cái đường thẳng ấy như thế nào nhá. Thì mình sẽ vào từng bài bây giờ nhá. Các bạn vào ví dụ một cho con luôn đi. Ví dụ một, cô cho một bài cực kỳ đơn giản, các bạn đi ạ. Cho hình chóp SABC, hình chóp nhá, SABC, được chưa? Đấy, đáy ABC, ABC là tam giác đều cạnh A, đều này cạnh A, chú ý hộ cô nhá, được chưa? SA vuông góc với đáy, hay là SA vuông góc bằng thẳng ABC cũng được, được chưa? Đấy. Và SA của mình bằng 2A. Câu A có yêu cầu này, tính góc giữa SB và mặt phẳng ABC, được chưa? Câu B các bạn là tính góc
giữa SC và mặt phẳng ABC. Thì các bạn nhớ này, các bạn chỉ cô sẽ trình bày tất cả các dạng cho các bạn hôm nay. Các bạn nhớ là nếu như mình làm cẩn thận được chưa, thì cái bài góc này rất là đơn giản, không có gì căng thẳng cả nha. Thì cô con vẽ thêm hình cho cô đi. Vẽ hình đi, vẽ hình. Vẽ hình luôn, mà cô thích phân tích bài toán lên cho các bạn nhé. Ngắm ngọn thôi. Vẽ hình phân tích bài toán luôn cho cô nhé, vì cái việc mà vẽ hình các bạn vẽ nhiều rồi nên là cái hình như này các bạn vẽ đơn giản và làm được thôi, không có vấn đề gì cả. Thì trước khi đến một cái bài góc như này thì cô cũng nhắc luôn các bạn là đối với những cái bạn mà phải tính góc thì các bạn phải dùng những công thức nào nha. Thì thông thường ý, để tính bài góc thì các bạn sẽ phải sử dụng định lý Pythagore này, được chưa ạ? Và các hệ thức lượng trong của góc nhọn này là những cái hệ thức lượng là tính sin, cos, tan, cotang đấy ạ, các bạn đã dùng rồi đúng không ạ? Và những bài khó hơn thì các bạn có thể dùng định lý hàm cos, được chưa? Đấy, thì tùy bài mình sẽ liệu làm, đa phần là các bạn dùng định lý Pythagore và các tỉ số lượng giác của góc nhọn thôi. Đó là các bạn phải nhớ là sin là bằng gì nhỉ? Đi học đối trên huyền đúng không? Cos không hư kề trên huyền, tan đoạn kết đối trên kề và cotang kết đoạn nhá. Cái điều đấy nên các bạn nhớ vào bài toán luôn này. Vẽ hình luôn nhá, nào vẽ cạnh cạnh cái đề bài đi cho nó dễ nhớ này. Ngân hàng Thảo tính nhanh nhá, thử theo đúng những ý thuyết cô cho sẽ là làm được không nào. Nào. Ở trong giờ học các bạn không sử dụng điện thoại nhé, xin mời tắt cái điện thoại của cô, không ai sử dụng điện thoại trong giờ học, được chưa? Cái đa này nó có đều cạnh A đúng không? Cái câu thứ nhất là cô yêu cầu các bạn là tính góc, tính góc nhá, giữa FD đúng không ạ và mặt phẳng ABC. Thì đúng những bước cô dạy các bạn làm thôi. Bước 1 cô dạy như thế nào nhỉ? Bước 1 là gì ạ? Tìm giao điểm của đường thẳng mặt phẳng đúng không ạ? Thì các bạn cứ làm như thế này này, FD đúng chưa? Giao với mặt phẳng AD gì ạ? BC bằng điểm nào nhỉ? Bằng điểm nào? B đúng không? Thì bạn suy ra B là đỉnh của góc, đỉnh của góc nhá, được chưa? Đấy. Và SB của mình ý, là một cạnh của góc ạ, được chưa? Đấy, con nhớ như thế nhá, SB là một cạnh của góc này, được chưa? Thế sau đó bước 2 con giới thiệu cho các bạn là gì nhỉ? Từ một điểm còn lại của đường thẳng, nghĩa là điểm gì bây giờ ạ? Điểm gì nhỉ? Từ một điểm còn lại thì mình đã dùng điểm B rồi, điểm còn lại điểm gì? Điểm F đúng không? Hạ vuông góc tới mặt kia, tức là từ S thì hạ S gì? SA, vuông góc mặt phẳng ABC đúng không? Đấy, xong từ chân mình vuông góc A thì nối về đỉnh B ban đầu, góc chính là góc này này nhá. Đấy. Từ A, từ S này, hạ SA, có sẵn rồi đấy ạ. SA, vuông góc mặt phẳng ABC đề bài có sẵn rồi đúng không ạ? Đấy. Thì nối S với nối A với B đúng không? Thì suy ra góc giữa SA và mặt phẳng ABC được chưa? Chính là góc nào nhỉ? Góc F gì ạ? BA. Đấy. Thì cô gọi góc này bằng alpha chẳng hạn nhé. Cô gọi bằng alpha. Cái nhiệm vụ của mình ý là phải tính con alpha này. Được chưa? Đấy, tính alpha. Tính alpha nhé. Tính alpha thì các bạn dựa tam giác nào nhỉ? Hoàng nào? Vũ. Alpha dựa tam giác nào? Tam giác gì nhỉ? SA gì ạ? AB. Và sử dụng gì ở đây? Lên sử dụng gì để mình lợi dụng được SA và AB? Rồi tan alpha đúng không? Các bạn ghi đi ạ. Tính alpha dựa vào tam giác vuông. Và tam giác vuông này SA gì ạ? AB. Vuông tại đâu nhỉ? Vuông tại A đúng không? Thì mình có tan alpha. Tan alpha bằng đối trên kề, tức là bằng SA trên gì ạ? AB. Thì mình bằng 2A trên A và bằng gì nhỉ? Bằng 2. Đã đến câu đầu tiên nhé. Câu thứ hai là tính góc, tính góc giữa FB và mặt phẳng gì ạ? ABC. Chưa? Tính góc giữa FB và mặt phẳng
SC nhé, xin lỗi nhé, SC và mặt phẳng ABC. Là như thế thôi, thì bình thường như cô nhé. Đầu tiên là SC các bạn giao với mặt phẳng ABC của các bạn ấy bằng góc gì nhỉ? À bằng điểm chung gì nhỉ? Điểm C, đúng rồi, tốt đấy, thuộc ở đây ạ, đúng không ạ? Suy ra C là đỉnh của góc. Cô tin là chỉ hai ví dụ là các bạn siêu phẩm cái này luôn. Thấy chưa? Còn SC là gì ạ? Một cạnh của góc. Từ một điểm con này là điểm gì? Điểm gì nhỉ? Điểm S đúng không? Thì hạ vuông góc tới mặt kia là S gì đấy ạ? S gì đấy ạ? SA đúng không? Từ một điểm còn lại là điểm S nhá. Hạ vuông góc tới mặt phẳng ABC chính là S gì ạ? SA. Từ chân đường vuông góc A nối với đỉnh C ban đầu, đây là góc này ạ. Đúng không ạ? Beta các bạn hiểu không? Hiểu không nhỉ? Đúng không ạ? Từ S nhá, từ một điểm còn lại là từ S. Hạ SA vuông góc mặt phẳng ABC thì ra là SA có sẵn vuông mặt phẳng ABC rồi, được chưa? Đấy. Suy ra góc giữa SC với mặt phẳng ABC được chưa? Chính là góc SCA được chưa? Và cô đặt là beta nhé. Beta được chưa? Cái quan trọng là tính beta này này. À, Thảo chuẩn bị tính cho cô nhé. Tính beta này bạn dựa theo cách nào nhỉ? Dựa theo vuông gì? Nhìn đi bảng nào tính beta này mình dựa theo vuông nào? SA gì ạ? SAC được chưa? Cái quan trọng là khi mà biết là góc SCA này rồi và dựa tam giác vuông này là tam giác SAC rồi thì bạn nên dùng công thức gì ở đây để tính beta, được chưa? Tính beta này, tính beta dựa vào tam giác vuông này SAC, được chưa? Đấy, vuông SAC thì vuông giải A rồi, vuông vấn đề gì cả thì mình dùng gì nhỉ? Tan cái gì đây? Lại là tan beta đúng không? Tan beta bằng đối trên kề bằng SA trên AC và lại bằng 2A trên A và bằng 2 đúng không? Đấy là xong về ví dụ đầu tiên. Về một cái bài hình chóp đều của tam giác mà SA vuông góc với đáy thường khi nhất ạ. Thì qua ví dụ này thì lớp mình hiểu chưa? Hiểu không? Thì tất nhiên là cô sẽ giới thiệu cho các bạn những ví dụ khác được chưa? Để các bạn biết là những cái bài góc của mình cần phải tính như thế nào nhá. Bởi vì là hình của các bạn không chỉ dừng ở một cái bài hình chóp tam giác đều như này đâu, còn có tam giác vuông cân và tam giác ở vuông tại A thì sao nhá. Cô sẽ chú ý cho các bạn. Sau đó là hình chóp tứ giác thì sao, mà hình lăng trụ thì sao, mà hình lập phương thì sao nhá. Thì mình giải quyết hết cái bài hôm nay nhá. Lớp mình xem hết chưa nhỉ, cô sẽ bảng nhá. Hiểu ở đây không? Sang bài thứ hai, bài thứ hai đi. Thì bài nào có đặc điểm chung của nó nhé, thì cô sẽ giới thiệu cho các bạn mỗi bài một câu thôi. Bởi vì là trong cái phần phiếu trắc nghiệm của các bạn ấy, thì cô đã đánh máy rất kỹ cho các bạn và vào những cái phần mà đáp án của các bạn và chi tiết từng dạng phần cái phần tam giác này, cho tam giác này cô đã liệt kê cho các bạn tất cả những dạng toán liên quan đến cho tam giác rồi, chưa? Thì cô chỉ giới thiệu bài tam giác này một ví dụ thôi nhá. Thì mong rằng là lớp mình sẽ xem kỹ để cô sang cái phần khác, bởi vì là mình còn nhiều ví dụ lắm trong bài trắc nghiệm năng lượng mình làm ấy, thì cô đánh máy rất là kỹ, nhiều dạng chi tiết và cô tin là các bạn làm sẽ rất là tốt phần này thôi, không sợ nữa đúng không ạ? Còn sang từ ví dụ thứ hai là hình chóp mà nó chính xác thì sao nhá. Cho thời gian nhé. Ghi đi nào. Cho hình chóp ví dụ 2 nhé. Ví dụ 2 này là cho hình chóp, được chưa? Đấy, F, A, B, C, D, chưa? Đấy, cái chóp tứ giác nhé, F, A, B, C, D nhé. A, B, C, D là hình vuông cạnh A, vuông góc đáy,
bằng A căn 3. Được chưa? Cô yêu cầu câu A là tính góc giữa FD và mặt phẳng ABCD. Được chưa? Câu thứ hai là yêu cầu là tính góc giữa FD và mặt phẳng ABCD. Được chưa? Nào con vẽ hình cho cô luôn này. Vẽ vẽ nhá. Bài này các mình vẽ nhiều bài chứng minh góc rồi, vẽ tốt không được chưa? Thực ra là bài tam giác ấy thì có soạn cho các bạn mà là trắc nghiệm năng nữa nhá. Thì đầy đủ tất cả các dạng mà của tam giác luôn, các bạn chỉ có làm trắc nghiệm nhá. Để ví dụ thì mình chỉ đi hôm minh họa một bài ví dụ chưa? Để mình hiểu bản chất xác định góc thôi. Không đi lăn quá dài được chưa? Bởi vì dành thời gian để các bạn làm trắc nghiệm nhiều. Nào vẽ hình cho cô nhá, vẽ cẩn thận vì cô đã lấy những ví dụ mà thường gặp nhất hay duy nhất của các bạn rồi. A này, B, C, D. Chưa? Đấy. Hình vuông cạnh A này. Chưa? Con này bằng A cạnh 3 nhá. Các bạn tính cùng cô nhé, cho nhanh nhé. Thứ nhất ý, là xác định góc giữa gì ạ? FB và mặt phẳng ABCD. Được chưa? Nào các bạn nhìn này, nhìn đi ạ. Nhìn nhá, cô Nga nhìn kỹ này. Câu thứ nhất này là các bạn phải tìm ra điểm đó, FB giao với mặt phẳng ABCD bằng điểm gì nhỉ? Bằng điểm B đúng không? Suy ra B là đỉnh của góc, các bạn biết làm thế không? Được chưa? Còn FB của mình là vùng cạnh của góc. Được chưa? Thế từ một điểm còn lại điểm gì nhỉ? Cốt nào từ điểm còn lại là điểm gì? Điểm S hạ đúng không? Cái kia là S gì? Đây là từ chân đúng không? Nối về đâu? Nối về điểm gì ạ? Điểm B ban đầu. Cái góc là góc nào? FB à? Rất tốt nhá. Đấy. Từ S này. Từ S hạ SA. Đúng không? Mặt phẳng ABCD. Được không? Đấy. Suy ra góc giữa FB và mặt phẳng ABCD của mình ấy. Được không? Là góc nào nhỉ? F gì ạ? BA. Và cô đặt nó bằng alpha. Đây, nó bằng alpha. Nhưng quan trọng là cái tính alpha của mình như này nhá. Alpha của mình thì bạn định tính như nào nhỉ? Nào, đặt chu nào. Chu tính như bao câu này nào. Con định tính alpha, định tính dựa ra các môn nào? FBA gì? Được chưa? Mình dùng gì ra các môn FBA này? Nên dùng gì? Ta như silicon thì cô ta. Mình phải nhìn thấy có SA và AB rồi. Rồi nhá. Thì các bạn sẽ tính alpha cho cô này. Tính alpha dựa đâu ạ? Dựa vào tam giác vuông S gì ạ? AB. Vuông tại A đúng không ạ? Tại A đúng không ạ? Thì tan alpha, tan alpha bằng gì nhỉ? Bằng SA trên AB. Bằng gì nhỉ? Bằng A tan 3 trên A và bằng tan 3. Nó có hỏi là chu nào? Khi mà tan alpha và tan 3 ấy thì alpha bằng bao nhiêu độ? Biết không? Rồi, thì suy ra alpha của mình nhá, nếu người ta hỏi thêm alpha là gì ạ? 60 độ đúng không? Đấy. Bạn nhớ cho cô như thế nhá. Được chưa? Không kỳ thào nhá. Nghiêm túc đi nào, nghe giảng nào, nghe giảng đi. Bài B này. B nhá. Tính góc giữa FD, được chưa? FD ấy và mặt phẳng ABCD, các bạn tính FD giao với mặt phẳng ABCD. Được chưa? ABCD nhá. Bằng góc nào nhỉ? À bằng điểm chung nào nhỉ? Là D đúng không? Suy ra D ấy là đỉnh của góc. Của góc nhá. Được chưa? Và FD là một cạnh của góc. Được chưa? Thế từ F mình hạ vuông góc tới mặt kia là F gì? SA đúng không? Nó không chuẩn bị tính là từ F này hạ góc với mặt kia là SA đúng không? Từ chân đường góc A mình nối với đỉnh D ban đầu góc đây đúng không? Thế bây giờ không định tính cho cô là tính ăn beta này con tính như nào nhỉ? Từ F này hạ SA
vuông góc mặt phẳng ABC, đúng không ạ? Đấy, thì suy ra góc giữa FD với mặt phẳng ABC nó chính là góc nào nhỉ? FDA rồi. Thế nhưng mà cái góc FDA này có định đặt là beta ấy, thì nhiều chứng như cô như nào? Dựa ra góc vuông nào? FDA. FDA vuông tới đâu? Bạn bạn định tính là dùng gì ở đây nhỉ? Dùng pi. Rồi. Mình xét ra góc vuông FAD vuông phải A đúng không? Thì tăng beta được chưa? Tăng beta của mình ý bằng đối trên kề là bằng FA trên gì nhỉ? AD được chưa? Và bằng A căn 3 trên A bằng căn 3 đúng không? Và như bài trước thôi. Tóm lại là góc này bằng góc kia nhá. Được chưa? Thì trong cái phần mà bài hình chóp tứ giác này, trong phiếu trắc nghiệm của các bạn, cô đánh cho các bạn đủ cả hình chóp đều nhá, đủ cả hình chóp mà bình thường được chưa? Thì các bạn làm ở trong phiếu đấy, tất nhiên những câu nào mà khó khăn thì cô sẽ hỗ trợ được chưa? Còn bài giảng thì cô giảng cho các bạn mỗi loại một ví dụ, bạn hình dung sẽ bị góc thôi, được chưa? Nhá. Thì đây là cái ví dụ thứ hai mà cô muốn giới thiệu các bạn, đó là cái bài góc giữa góc của hình chóp tứ giác. Một bài nữa mà cô cần giới thiệu các bạn đó là một hình năm trụ. Hình năm trụ thì các chị được hay học rất là nhiều, và thực ra là mình cũng nên làm quen năm trụ bởi các bạn sợ đúng không ạ? Thì khi mà vẽ hình năm trụ các bạn chú ý một chút là ổn thôi. Xong bài này chưa? Đúng không? Thôi nhá, mình đến năm trụ nhá. Ví dụ 3 đi. Tôi sẽ giới thiệu các bạn một ví dụ thôi, ngắn gọn thôi. Còn những bài tập mà sâu sắc của các bạn chưa ạ? Thì mình sẽ để dành buổi thứ hai. Buổi thứ hai thì tính những bài góc sẽ khó hơn rất là nhiều, và việc tính toán của mình trở nên khó khăn, và kỹ năng tính toán của mình cũng sẽ phức tạp hơn, và mình phải sử dụng cả định nghĩa hàm cốt mới tính các bạn nhá. Thì mình sẽ dành cái buổi khó đấy vào buổi thứ hai dẫn cho các bạn. Buổi hôm nay mình sơ đẳng để các tính góc đã nhá. Thực ra đi thi đại học anh chị năm sau ấy, hoặc là của lớp mình năm sau của anh chị năm nay ấy, thì các bạn thấy là bài góc cũng chỉ là một bước đệm nhỏ để mình tính cái bài thi đấy thôi. Không vậy mà người ta cũng không gây khó khăn với các bạn quá. Các bạn tính đơn giản thôi, quan trọng là các bạn phải thuộc và biết cách tính. Ở rất nhiều các bạn không biết sành góc, mà đã không biết sành góc thì chắc chắn là không tính được rồi, tính sẽ sai. Nếu sai thì đương nhiên là thể tích sẽ sai rồi. Các bạn phải chú ý là những cái việc quan trọng của mình ở lớp 1 mình phải hoàn thành. Ví dụ 3 đi. Ví dụ 3 nhé. Mình sẽ nên 4 ví dụ và 4 cái loại hình mà nguy cơ thi cao nhất, được chưa? Ví dụ 3 này. Ví dụ 3 cô nhé. Mà cho hình năng trụ đều đi. A, B, C, A phẩy, B phẩy, C phẩy, được chưa? Có đáy nhá, là tam giác đều cạnh A, được chưa? Đấy. Và tôi cho các bạn là A phẩy của các bạn ấy cũng bằng A, năm trụ đều cạnh A nhé. Nghĩa ra là cũng thể ghi hoàn toàn cho các bạn là hình năm trụ đều, được chưa? Đấy, cạnh bằng tất cả cạnh bằng A. Nhưng cô muốn ghi chi tiết cho các bạn để các bạn hiểu hơn, bởi vì là bạn lớp 11 chưa làm quen với hình năm trụ lắm, đúng không ạ? Thì các bạn còn nhớ ý nghĩa về hình năm trụ đều không? Ngân hàng nhớ nhỉ? Năm trụ đều là năm trụ gì? Có lẽ đáp án đều nhớ. Mình là lớp trưởng và mình phải đại diện cho lớp và giải quyết vấn đề này đi. Cô sẽ vẽ dần và yêu cầu bạn trả đúng. Cô chỉ hỏi năm trụ đều là năm trụ gì? Cô đấy là đa giác đều. Đương nhiên hai đáy là đa giác đều rồi. Nhưng nó phải là năm trụ gì của đáy là đa giác đều? Cô đang vẽ cái này, năm trụ gì nhìn kỹ vào. Năm trụ đừng có đáy là đa giác đều. Đúng rồi ạ. Đây nhá, năm trụ đều ấy là năm trụ đứng có đáy là đa giác đều. Đấy, yêu cầu là tính góc. Tính góc ạ, cho con ghi. Tính góc giữa A'B và mặt phẳng ABC. Yên tâm là bốn ví dụ này sẽ minh họa rõ nét của bốn loại hình các bạn học. Còn tất nhiên những mà các loại hình này sẽ có nhiều loại trong cái bài trắc nghiệm của mình, là cô sẽ cho năm trụ xiên này, được chưa? Năm trụ đứng này,
nhiều loại năng trụ nữa trong này, thì các bạn lại tính thêm được chưa? Mình chỉ mang tính chất là một ví dụ minh họa đại diện cho loại hình của nó thôi nhá. Thì cô yêu cầu các bạn tính gốc giữa A phẩy B và mặt phẳng ABC. Bạn nào tính bài này nhỉ? Bạn phải nhìn kỹ những cái bài toán nhá. A phẩy B đây ạ, đây ạ, cô hoành cho các bạn này. A phẩy B là những cái điểm mình cần phải nguy cơ này, và mặt phẳng ABC. Thấy con giao điểm chung chưa? Có điểm chung không nhỉ? Chỉ có điểm chung là thành công nhá. Mình định làm như thế nào? Nào, A phẩy B đấy ạ, giao với mặt phẳng ABC còn điểm gì nhỉ? Điểm gì? Điểm B. Đã giúp làm cho cô này nhá. Suy ra B là đỉnh của nó. Được chưa? Còn A phẩy B là một cạnh của góc. Chưa hiểu không ạ? A phẩy B là một cạnh của góc nhá. Thế từ một điểm còn lại, con cứ bình tĩnh không sợ. Từ một điểm còn lại nhá, hạ với góc cái mặt kia là A gì ạ? A phẩy A. Rồi, thế từ chân đến một góc mình nối về gì ạ? B ban đầu, được chưa? Đúng không ạ? Thì góc nào góc nào? Đây đúng không ạ? Đấy. A phẩy B. Rồi, nhá. Để các bạn nhìn này, từ A phẩy hạ A phẩy A vuông góc mặt phẳng ABC, đúng không ạ? Đấy. Thì suy ra góc giữa A phẩy B. Ngày xưa ấy, thì là các anh chị phải trình bày còn cần chứng minh vuông góc ra nhá. À, thực ra các bạn phải trình bày vuông góc. Nhưng bây giờ cách thì con nó là trắc nghiệm rồi. Nên chủ yếu cũng sẽ nêu ra cách tính cho các bạn, được chưa? Cách tính cho các bạn, bạn biết tính nhá. Biết tính như thế nào, được chưa? Đấy. Là góc này A phẩy B A, và cô đặt bằng alpha chẳng hạn. Nào anh Minh Chu tính cho cô bài này nào. Con tính như thế nào? Thật ra là cô cho rất là dễ. Con này bằng A rồi, con này bằng A rồi, quá ngon đúng không ạ? Đấy. Thì bạn dựa tam giác vuông nào nhỉ? Tính alpha ấy ạ. A phẩy A B. Rồi. Thì dựa vào tam giác vuông. Tam giác vuông nhá. A phẩy A B. Chưa ạ? Tan alpha đúng không? Bằng đối trên kề là bằng A phẩy A trên AB bằng mấy hả? Bằng A trên A bằng mấy? Bằng 1. Và tan bằng 1 thì có phải bao nhiêu độ biết không? 45 độ. Đúng rồi. Chỉ suy ra góc alpha này mình bằng 45 độ nhá. Chỉ có duy nhất góc 45 độ này thì xin bằng cốt và tan bằng 1 nhá. Nhớ như vậy nhỉ cô. Được chưa? Thì các bạn chép đi, mình sẽ có một ví dụ nho nhỏ nữa thôi là về một hình lập phương nữa nhá. Các bạn cố gắng là chép cẩn thận cho cô. Cô chỉ lấy 4 ví dụ minh họa cho các bạn thôi. Còn khi mà vào bài trắc nghiệm các bạn ấy, thì cô đánh máy rất là chi tiết. Trong những loại hình này thì có những loại dạng toán nào và những câu thốc tính góc như thế nào rồi, thì cô sẽ trình bày cho các bạn trắc nghiệm nhé. Sau đó những cái câu nào mà các bạn không làm được chưa thì cô sẽ dẫn thêm. Nào, mình nhân nhân thêm ngay cô cho một hình lập phương nhé. Ví dụ 4 nhá. Ông chuẩn bị ví dụ 4 nhá. Là cho hình lập phương. Được chưa? A B C D. A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy. Được chưa? Đấy. Cạnh bằng A nhá. Tính yêu cầu tính góc đơn giản thôi, tính góc giữa con mini, tính góc giữa này B phẩy D và mặt phẳng AB HD nhá. B phẩy D tính góc giữa B phẩy D và mặt phẳng ABC nhá. Thực ra thì cái bài này ở trong cái trắc nghiệm ấy là cô cho có con nhiều ý lắm và nhiều loại lắm thì các bạn sẽ làm nhá, nhưng mà cô chỉ minh họa cái phần làm cho các bạn một bài thôi.
thì các bạn trước tiên ấy là các bạn phải biết vẽ hình đã. Nó ngân hà là hình, nó phương là hình như nào nhỉ? Không nhớ được hình phương là như nào. Con hình dung là cái hộp phấn của các cô thời xưa không? Đấy là chính là hình phương. Hình phương gồm mấy mặt và nó cái mặt đó là hình gì? Hình lập phương của các bạn nhé là hình gồm 6 mặt, đúng chưa? Và mỗi mặt là một hình vuông và các cạnh chúng bằng gì ạ? Bằng nhau nhá. Thế các bạn phải nắm được cái hình của mình đã, không biết hình nào hình nào thì làm sao được, đúng không? Nào vẽ cho cô nhá. Thông thường thì cô hay lấy điểm A phẩy ở trên, còn tùy các bạn nhá. Chưa? A phẩy này, chưa? B phẩy, được chưa? C phẩy mà gì ạ? D phẩy. Thì các con phải tính cho cô là góc giữa này. Đây là ngày một chút đúng không? Đây các bạn vẽ góc lên ra đây ạ. Đây này, điểm D lê đó đây này. Đấy. B, tính góc giữa B D phẩy mà. Và mặt phẳng. Mặt phẳng thì nhỉ? Nhìn nhá, tính góc này này, các con nhìn chú ý một chút này. Bài này thì cô cho nhiều câu thấy đấy, các bạn luyện tính nhiều nhá. Các cạnh đều của mình bằng A hết. Nó có yêu cầu là tính góc. Đầu tiên các bạn bình tĩnh, từng bước một sẽ ra. B phẩy gì ạ? Phẩy D này. Giao với mặt phẳng AB, CD bằng điểm gì? Điểm chung gì nhỉ? Điểm chung là điểm gì nhỉ? Điểm gì? D nhá. Đấy, bài này rất là để ý còn sai đấy, điểm D nhá. Rất nhiều bạn sai câu này, chưa? Suy ra D này, thiện tính nghe cho câu này nhé. D là đỉnh của góc, của góc này, được chưa? Đấy. Còn B phẩy D là một cạnh của góc, đúng không ạ? Nhá, B phẩy D là một cạnh của góc này. Thế từ một điểm còn hai điểm gì? Thiện. Đây, B phẩy cô đây, B phẩy đây nhá. Từ một điểm còn lại cô là B phẩy đây này. Đấy. Thì hạ vuông góc của mặt kia là gì đấy ạ? Là B phải gì? Phải B. À, xin lỗi các bạn nhé, đây ở trên là đây là phải nhé, ở dưới là không phải. Phải như là đúng không? Các bạn sợ đúng không? Đấy, nào. Con nhìn này, phần phải là có để ở trên, phần không phải ở dưới nhé. Thông thường cô hay vẽ như vậy. Còn tùy các bạn muốn vẽ thế nào được nhé. Vẽ làm cho dễ nhìn thôi nhé. Nào, thì cô để phần phải là A phải, B phải, C phải, D phải, dưới là A, B, C, D này. Đầu tiên là mình tìm giao điểm giữa B phẩy D và mặt phẳng ABCD bằng điểm điểm D đã, đúng không? Thì D là đỉnh góc, còn B phẩy D là một cạnh góc. Thì con sẽ xuất phát từ điểm còn lại của đường thẳng chính là điểm gì ạ? B phẩy. Từ B phẩy hạ vuông góc cái mặt kia là B gì đấy? B phẩy B đúng không? Được chưa? Từ chân đường vuông góc nối về điểm D ban đầu, chia góc là gì? Góc này này. Góc này các bạn ạ. Đấy. Đây này, góc này này. Đấy, hiểu không ạ? Đấy nha. Từ B phẩy này hạ đúng không? Thực ra nó có sẵn rồi. B phẩy B vuông góc với mặt phẳng đáy ABCD, được ạ? Thì suy ra góc là giữa B phẩy D với mặt phẳng thiện tính nghe cô nhá, BCD, nó chính là góc BD, được ạ? B phẩy nó cũng đạt nó bằng alpha. Quan trọng con tính alpha thế nào và dựa các mức vuông nào. Tính alpha ấy mình dựa đâu nhỉ? Các bạn để ý nhé, bài này hơi phức tạp một chút thì các bạn sẽ sợ này. Các con nhìn nhé, tính đây alpha đây cô cho là rồi, nhìn thấy không ạ? Đấy nhá, các bước làm của mình vẫn bình thường thôi. Con chỉ việc lấy là gì ạ? Tìm B phẩy D này giao với mặt phẳng ABC bằng điểm chung là điểm gì ạ? Điểm D. Các anh hiểu không? Nhá. B phẩy D nhá, ra một phẳng ABCD còn điểm D này suy ra D ấy, đỉnh của góc nhá. Còn B phẩy D là một cạnh của góc, được chưa? Đấy. Thì từ B phẩy mình hạ B phẩy D vuông góc mặt phẳng ABCD. Được chưa? Đấy. Thì suy ra góc giữa B phẩy D và mặt phẳng ABCD là gì ạ? Là góc BD B phẩy. Được chưa? BD B phẩy nhá, bằng alpha, alpha con viết cho đây rồi. Quan trọng là con tính alpha như thế nào? Tính alpha như nào nào? Dựa ra các gì? Và thiện dựa vào tam giác vuông. Tam giác vuông này là tam giác B phẩy BD. Quá trọng là vuông tại đâu ạ? Biết không? B. Vuông tại B, tại sao vuông tại B ở dương? Dương mới. Đúng rồi ạ.
Bởi vì B' vuông góc với mặt phẳng đáy nên nó vuông góc với tất cả các cạnh thuộc mặt phẳng đáy, được chưa? Đương nhiên nó vuông góc với lại BD, được chưa? Đấy. Thì mình dùng gì ở đây ta, hay semicolon nhỉ? Có những cạnh gì rồi? Đây là cạnh này này. Tôi hỏi cái đường chéo cạnh BD viết ở ngoài này một chút ạ. BD á, BD nó là đường chéo của hình vuông thì nó bằng bao nhiêu ạ? Bạn nhớ không ạ? Đường chéo hình vuông thì bằng cạnh ghi hiệu công thức gì ạ? Công thức tính ngay ạ. Cạnh nhân với căn gì ạ? Căn hàng. Mà cạnh của mình bằng mấy? Bằng a. Lên BD của mình bằng a căn gì ạ? Căn hàng, được chưa? Mà cô cho là hình vuông này là cạnh bằng a thì vậy thì BD phải của mình bằng a rồi, được chưa? Con này bằng a căn 2 mình vừa chỉ ra đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì các con dùng gì ở đây? Tan hay sin cos nhỉ? Tan ạ, tan alpha đúng rồi ạ. Tan alpha bằng gì nhỉ? Đối trên đề là bằng B' trên gì ạ? BD. Được chưa? Và chỉ việc là bằng a trên gì ạ? A căn 2. Và bằng mình bằng 1 trên căn 2 ạ. Thì mình có thể viết là căn 2 trên 2. Được chưa? Hoặc là 1 trên căn 2 được, tùy bạn ghi như thế nào được nhá. Đấy. Thì cô nhắc luôn nhá, ở trong cái phiếu trắc nghiệm của các bạn ấy thì cô đánh máy cho các bạn là tương đối là đầy đủ. Mà cái bài đây, cái phiếu của các bạn này nhá, là cô đánh máy cho các bạn tương đối đầy đủ về chuyên đề góc buổi hôm nay, gồm tất cả các loại hình chóp của tam giác, gồm có tam giác đều này, tam giác vuông tại A này, tam giác vuông cân tại B này và tam giác thường này, đủ các loại tam giác, được chưa? Thì cô đánh máy cho các bạn đầy đủ rồi và nhiều câu đấy nhá. Thì các bạn phải luyện trắc nghiệm cho cô, sau đó thì cô sẽ chứa cho các bạn chi tiết từng câu, được chưa? Đấy. Và trong cái phần hình chóp, ví dụ hai hình chóp tứ giác này thì có SA vuông góc với đáy, được chưa? Đấy, và hình chóp đều này, hình chóp tam tứ giác nhưng mà là hình chóp bình thường này, được chưa ạ? Thì cô đã ghi cho các bạn chi tiết rồi. Phần năng trụ cô đánh máy cho các con đầy đủ các loại năng trụ đều, năng trụ đứng, năng trụ xiên, được chưa? Đấy, tất cả góc thì cô đã trình bày cho các bạn rồi. Các bạn sẽ cố phải làm cho cô nhá. Cái này hai là có một bài đặc biệt là cô sẽ dựng một cái bài cuối cuối đấy ạ, là rơi vào tình trạng là tam giác tương đối đặc biệt nhá. Thì cô sẽ hướng dẫn các bạn cách làm tam giác đấy, được chưa? Thì bài trắc nghiệm đánh máy khá là nhiều phần này. Còn tất nhiên là bài góc của các bạn chưa thể dừng ở đây. Các bạn còn những loại góc khó hơn, được chưa? Cái góc khó hơn này thì các bạn không sẽ không tính dễ dàng, không từ những góc bình thường gì đâu. Và các bạn phải sử dụng những định lý hàm cos, hàm sin để mình tính được bài góc này, được chưa? Thì cô sẽ giới thiệu cho các bạn vào buổi sau nhá. Thì mong là bây giờ thì lớp mình nhá, thì các con làm phiếu trắc nghiệm cho cô nhá. Đấy, và những bài góc khó thì lát nữa thì cô sẽ hướng dẫn các bạn luôn sau khi phiếu trắc nghiệm mình chữa. Và mình sẽ học cái bài góc khó của mình ý vào buổi hôm sau nhá. Đấy nhá, hẹn lớp mình vào buổi hôm sau và giờ các con làm trắc nghiệm cho cô nhá.